Còn từng này quả này mới ngấy à? 2, 4, 6, 8, 9 quả. Mời tất cả mọi người. Mọi người xem video hay nhớ ủng hộ cho Chiến nha. Chiến ăn còn 7 quả nữa. 2 kg mình. Nhưng Chiến ăn bây giờ còn 9 quả nữa thôi mọi người. Chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của Chiến. Hôm nay Chiến sẽ làm một món cho mọi người xem, là món mần lắc xeo cay. Bây giờ Chiến cũng đã chuẩn bị mần đấy rồi mọi người. Đây, Chiến chuẩn bị một khay mần đấy rồi. Thì bây giờ Chiến gộp chuẩn bị cũng có gia vị rồi. Thì bây giờ Chiến sẽ bắt tay vào làm món mần lắc xeo cay cho mọi người xem và thưởng thức cùng mọi người. Mời mọi người theo chân Chiến và cùng làm món mần lắc xeo cay và cùng thưởng thức với Chiến. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ủng hộ Chiến. Mọi người theo chân Chiến để cùng làm món mần lắc xeo cay nhé. Mọi người ạ, bây giờ Chiến cũng đã bỏ gia vị vào trong hộp này rồi. Bây giờ Chiến sẽ tiến hành lắc cho đều nha mọi người. Chiến lắc xong rồi nha mọi người. Bây giờ Chiến sẽ cho ra chìa và mời mọi người cũng thưởng thức nha. Dừng lại mọi người ạ. Bây giờ Chiến cũng đã lắc xong món mình lắc xeo cay, thì Chiến cũng đã cho ra ở cái nắp. Thì Chiến đi quay ở xá nhà nên không có cái dĩa để đặt ra cho nó đẹp mọi người ạ, thì mọi người thông cảm. Và bây giờ Chiến sẽ đã cho ra nắp rồi, thì bây giờ Chiến cũng mời mọi người cùng thưởng thức với Chiến. Mời tất cả mọi người, mời tất cả mọi người nha. Chua lắm mọi người ơi. Chua quá mọi người ạ. Bây giờ một mình Chiến sẽ ăn hết chỗ này cho mọi người xem luôn nha. Mời tất cả mọi người nha. Cái quả mọi người ạ. Chiến là để cho thằng coi phim mấy quả phim ăn nó ngôi sáu nó chảy nước miếng mọi người ạ. Tại vì ăn chua như thế này mà mọi người nhìn thấy cũng đã nuốt nước miếng rồi, thì bên Chiến phải cho thằng coi phim ít quả để nó ăn chứ không nó ngồi nó nuốt nước miếng. Chiến thấy tôi quá. Mời tất cả mọi người nha. Chua quá mọi người. Cay lắm mọi người ơi. Mời tất cả mọi người nha. Mọi người nhìn này, nó vẫn còn bám ở đây này. Mời mọi người ạ. Mời đây cảm ơn ngay nha.
Đây, cảm ơn. Mời mọi người. Mình này, mình này, đi được không? Mình không nổi được trong mình nào. Mình này, đi được không? Mình cảm ơn nha. Nó mọi nha. Cùng gần hết đấy nha mọi người. Ăn người này chỉ có ăn nghiền thôi mọi người ạ. Rất là ngon. Chén ít, rất ít khi ăn đồ chua, nhưng ăn rất là ngon mọi người ạ. Mình sẽ cảm ơn mọi người nha. Món này rất đơn giản mọi người ạ. Mình sẽ cảm ơn nha. Ngân hết đấy nha mọi người. Còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 quả nha mọi người. Mình mua 2 kg mình mà ăn hết còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 quả nữa. Là hết nha mọi người. Mình sẽ cố gắng ăn hết ở đây cho mọi người xem. Cái quả mọi người ạ. Nhưng mình này là nó có vị chua. Về cái vỏ nó giòn, về thêm mùi ớt cay này rất là ngon mọi người. Rất là giòn mọi người ạ. Mời tất cả mọi người nhé. Cái quá. Ăn mình theo phong cách châu Âu nha mọi người. Gần hết rồi mọi người ạ. 2, 4, 6, 8, 10 quả này mọi người ạ. Mày. Mày đây cảm ơn mọi người nha. Ngon quá mọi người. Ngon quá. Còn từng này quả này mọi người nha.
2 4 6 8 9 quả. Mời tất cả mọi người. Mọi người xem video hay nhớ ủng hộ cho Chiến nha. Chiến ăn còn 7 quả nữa. 2 kg gạo, 2 kg mình. Nhưng Chiến ăn bây giờ còn 9 quả nữa thôi mọi người. Ôi, xong rồi mọi người, mình rơi một quả đây. Đây mọi người, ông bà ta có câu ăn bẩn sống lâu, nên đừng có sợ, mình phủi một tí là sạch ăn. Cảm giác rất là đã mọi người ạ. Nó rồi mọi người. Ăn đến 2 kg mình nó luôn. Cực kỳ nó. Còn đúng 5 quả. Chua lắm mọi người ạ. Ê, thằng coi phim chảy nước miếng rồi mọi người. Mọi người ạ, thằng coi phim chảy nước miếng rồi kìa. À. Rồi, thằng coi phim nó chảy nước miếng rồi, chuyển cho nó một quả nữa mọi người ạ. Chứ không, hồi nãy chuyển không cho đâu. Mọi người biết vì đăng Chiến không cho không? Tại vì Chiến muốn quay video làm thử thách, làm món mình lạc xèo cái này và sẽ ăn hết số mình đó để cho mọi người xem. Nhưng hôm nay là Chiến cho nó được hết 4 quả đó mọi người ạ. Thì coi như cũng là Chiến thử thách cho mọi người xem là ăn hết 2 kg mình lạc xèo cay. Đấy, thì con này bây giờ còn 3 quả nữa thì Chiến sẽ ăn hết và vượt qua thử thách. Thì mọi người xem video nếu thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho Chiến để Chiến sẽ làm nhiều thử thách ăn uống cho mọi người xem. Mọi người có muốn thử thách Chiến ăn cái gì thì comment ở dưới video để Chiến thực hiện cho mọi người xem. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Mời tất cả mọi người nha. Còn 2 quả nữa thôi nha mọi người. Quả cuối cùng nha mọi người. Chúc mừng mọi người. Thì Chiến cũng đã vượt qua thử thách. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Ủng hộ cho Chiến. Thì bây giờ Chiến xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho Chiến nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người.